cách mà tuốt hoa hồng nhanh thì làm nhiều thôi, nếu như mọi người sử dụng hàng ngày nhiều. Có nhiều bạn hỏi là làm sao để mà có thể tuốt lá cho nhanh được. Có một số người ta dùng máy, nhưng mà thật ra máy nó sẽ bị xước hoa hết, và bây giờ hiện tại cũng không có máy nào chuyên dụng để mà có thể tuốt được cái số lượng hoa hồng lớn như vậy đó. Và hiện tại là cái cách bên mình là tuốt thủ công, cho nên cái việc quan trọng nhất là mấy bạn phải có kinh nghiệm làm nhiều. Đúng không? À, nó có đồ án đồ tuốt hồng, nhưng mà thật sự là trong quá trình mình làm mình tuốt bằng giấy nhanh hơn, đúng không? Là dùng cái miếng giấy này nè, mình tuốt nó nhanh hơn. Sau khi mình tuốt xong mình sẽ phân loại. Còn cái việc mà trong quá trình chúng ta tuốt á, chúng ta đừng có bận tâm nó dính một hai cái lá. Một lát sau mà sẽ có bạn xử lý lại. Chứ bây giờ mình ngồi mình tỉ từng lá thì cái tốc độ nó chậm hơn. Cho nên nếu mà 10 người tuốt á, mà ai cũng có tốc độ mà nhanh giống vậy nè, thì mình sẽ ra một cái sản phẩm rất là nhanh. Còn nếu mà bạn cứ ngồi rề rề thì số lượng không đủ. Cái nhiều bạn nói là tứ làm hoa, à, giống như kiểu là cho mình có cái lộc phát triển từ nghề hoa, mà tại sao tứ không nâng niu hoa, nâng niu chứ không thành công được. Nhưng mà bạn biết là cái việc nâng niu á với cái việc nó chậm nó khác nhau. Có một người từng nói rằng á, có một số đơn vị người ta rất là kỹ hoa, nhưng mà trong quá trình quan sát thì có thấy không phải là người ta kỹ hoa, mà là bản thân người ta không có đủ kỹ thuật để làm nhanh. Đúng, mình phải chia sẻ không thành. Thật ra bạn có kỹ không kỹ chăng nữa thì nó cũng chỉ là thao tác thôi. Còn mình cầm như thế này nè, hiện tại như mình nói hoa mình là hoa lạnh thì mình sẽ không có làm tổn thương cái phần hoa bên cái cánh bên ngoài, nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì hết, và mình cũng sẽ bỏ cái cánh đó, đúng không? Cho nên trong quá trình mình tách xong á, mình sẽ phân loại được lại. Thì cái việc mà một bó hoa muốn làm nhanh á thì các bạn cần phải có kinh nghiệm. Và sau khi chúng ta làm gì xong, đúng không, thì chúng ta sẽ lựa một phần, thì các bạn nó sẽ lựa một phần, chúng ta có thể bỏ sơ những cái lá này, đúng không? Và chúng ta sẽ đi xử lý nước ngâm gì đó tùy các bạn. Còn bên công ty mình thì tới bước này rồi thì các bạn sẽ bắt đầu là dùng cái công nghệ là tách nở tay. Và các bạn biết là sau cái tách nở tay xong mới sử dụng hoa được. Thì mình ví dụ tách nở tay thì mấy bạn nói ta sao tôi tách hay, thật ra không có gì hay anh làm riết nó quen rồi. Đây thì chúng ta sẽ bắt đầu là tách nở ra. Khi các bạn tách nở như thế này thì bông nó rất là đẹp, và cái phần cánh hư á, nó sẽ nằm ở bên dưới đó. Thì cái việc mà chúng ta tách nở những cái bông hoa thế này nè, không có gì khó hết. Đây, tánh mình thì là lúc nào cũng nhanh, quay clip để cho mọi người coi thì mọi người nói là tức là phô diễn mà làm ẩu, bạn biết không? Nếu mà ẩu cũng được, một ngày số lượng hoa mà làm lớn như thế này thì không thể nào làm chậm chạp được hết. Cho nên cái việc mà tốc độ của tứ là một trong những cái mình chia sẻ. Thật ra có một số bạn hay chỉ trích kênh của mình á, sao các bạn không nghĩ rằng là cái việc mình đang chia sẻ cho các bạn nó giống như một cái kinh nghiệm, và khi các bạn nhìn như vậy các bạn học thêm được nhiều cái kinh nghiệm, đúng không? Đằng này vô cứ phán như đúng rồi. Thật ra mình không có phải nói là các bạn không giỏi, nhưng mà các bạn thua mình ở một chỗ là các bạn không có kinh nghiệm làm nhiều để mà chúng ta thể xử lý được cái vấn đề này. Tại sao công ty mình có thể nhiều show? Đơn giản là mình làm nhanh là đảm bảo được cái chất lượng tốt. Còn cái việc bạn nghĩ rằng nếu mà làm không tốt á, thì làm sao mình có số lượng show lớn giống như ngày hôm nay, đúng không? Và cái việc mà bạn biết show nào show nấy bên mình chất lượng, lượng hoa bên mình cũng khá là nhiều, cho nên cái việc mà mình chia sẻ thế này từ tùy các bạn nghĩ sao cũng được. Còn mình chia sẻ đến những người yêu thương mình thôi, còn những bạn mà không thích á, thì thôi cũng chịu thôi chứ biết sao bây giờ. À, thay vì mình học những cái cách của người ta, mình kinh nghiệm đi vô không chỉ trích nói như đúng rồi đó, thì sau khi những cái bước tắt như thế này nè, thì mình sẽ bắt đầu là cho bạn lên cấm. Bạn qua đây có một vòng, ví dụ như một ngày đi, ở đây mọi người sẽ tước rất là nhiều hoa. Cái đống này mấy anh vừa tước xong thì bạn nghĩ có một bông như thế nè, một bó là 50 bông thì trung bình một tiệc thấp nhất tối thiểu á thì mình phải là 100 đến 200 bó không bao giờ dưới đó. Và cái số lượng nó rất là nhiều thế này thì mới tạo được một cái gọi là sản phẩm trong cái ngành trang trí cưới. Và đây là một trong những cái quy trình xử lý hoa của nhà mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nha. Mình là Simon Tứ, chuyên xe lý hậu trường nghề trang trí cưới cho mình làm ạ.